Em xin chào các bác ạ, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ. Và nếu lần đầu tiên xem clip của em thì em xin tự giới thiệu, em là Bình, ô tô cũ Hà Nội. Mong tất cả các bác để lại cho em xin được một lượt like và một lượt đăng ký kênh nút màu đỏ. Thì hôm nay mới nhất là ngày 15 tháng 6 năm 2020 thì em xin được trân trọng báo giá tất cả các mẫu xe mà bên em hiện tại đang có và bán tại cửa hàng. Thì báo cáo mọi người là xin phép mọi người là em nghỉ làm việc một tuần để đi du lịch. Nên hôm nay em xin phép là báo giá tất cả cái xe còn đang hiện tại có và bán tại cửa hàng để cho tất cả mọi người chúng ta cùng được tham khảo và cân đối. Thì trước khi đi vào báo giá và từng chi tiết chiếc xe thì em có đôi lời xin chia sẻ với mọi người là như thế này ạ. Chúng em là bán hàng kinh doanh, bán hàng online. Nên do vậy em báo giá là một cái giá tham khảo và giá có thương lượng. Nên do vậy bác nào mà thấy cao thì chúng ta cũng không nên bình luận những cái lời lẽ nó không lịch sự mọi người nhá. Đấy là em chia sẻ như vậy thôi. Chúng ta thuận mua vừa bán, các bác thiện chí thì đương nhiên bao giờ mình cũng sẽ phải có cái giá chung kết. Thì bây giờ không vòng vo nữa thì em xin phép đi vào cập nhật từng chiếc xe một để cho mọi người, tất cả chúng ta cùng được nắm bắt. Trước mắt chúng ta đây này là chiếc xe Kia K3 phiên bản động cơ 2.0 số tự động, sản xuất năm 2015, tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu. Chiếc xe này mang ngoại thất là màu đen. Về chất lượng xe thì em xin phép các bác là tất cả cái dòng xe em bán ra em đều cam kết cho các bác là không đâm đụng và không ngập nước, pháp lý thủ tục là an toàn. Về chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 495 triệu giá có thương lượng mọi người nhé, giá chào bán ạ. Đi bên cạnh đây là chiếc xe Hyundai i20 Actis 1.4 số tự động, sản xuất năm 2015, tên tư nhân, biển tỉnh. Những chiếc xe này gốc Hà Nội, về Hà Nội và Sài Gòn không mất 20 triệu tiền biển mọi người nhá. Về giá bán thì bên em đang chào bán là 468 triệu giá có thương lượng. Đi vào bên trong thì đây là chiếc xe Toyota Vios E số tự động 1.5 2018 màu bạc. Phiên bản E nhưng số tự động mọi người nhá. Biển Sài Gòn đã du sơ cầm tay. Về giá bán thì bên em đang chào bán với giá là 468 triệu giá có thương lượng. Chiếc Mazda 6 này thì bên em đặt cọc rồi, đang làm ngân hàng. Đây, trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Kia Cerato phiên bản 1.6 số tự động, sản xuất năm 2017, tên tư nhân, biển Hà Nội, màu vàng cát, 1.6 số tự động. Chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 545 triệu giá có thương lượng này. Và đây là chiếc xe Kia Morning S phiên bản S số tự động, sản xuất năm 2018, tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu. Phiên bản S nó là phiên bản số tự động cao cấp nhất của những năm 2018 mọi người nhá. Số tự động, động cơ 1.2. Về chiếc xe này bên em đang chào bán là 370 triệu giá có thương lượng. Ngoài cùng bên phải đây, lệ đường đây là chiếc xe Hyundai i30 phiên bản CV kép nhập nội địa Hàn Quốc, sản xuất năm 2010, tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe này đang trang bị động cơ là 1.6 số tự động mọi người nhá. Chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 342 triệu giá có thương lượng ạ. Đi sang bên này là chiếc xe Kia Cerato. Kia Cerato phiên bản 1.6 số sàn, sản xuất năm 2019, tên tư nhân, biển tỉnh Thái Bình, một chủ sử dụng từ đầu. Chiếc xe này em đang chào bán với giá là 535 triệu giá có thương lượng. Tất cả các xe đây em đều có clip chi tiết rồi. Do vậy bác nào mà muốn xem chi tiết từng clip thì các bác chỉ cần gõ là Bình ô tô cũ Hà Nội và Kia Cerato 27 số sàn là nó ra mọi người nhá. Kia Cerato số sàn 29. Bên cạnh đây là chiếc xe Kia Cerato phiên bản Luxury. Phiên bản Luxury số tự động 1.6, sản xuất năm 2019, tên tư nhân, biển tỉnh, một chủ sử dụng từ đầu. Chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 628 triệu giá có thương lượng này. Bên cạnh đây là chiếc xe Kia K3 phiên bản 2.0 số tự động 1.6, sản xuất năm 2014, tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đầu. Chiếc xe này bên em đang chào bán với giá là 468 triệu giá có thương lượng. Và đây là chiếc xe Ford Everest sản xuất năm 2008, tên tư nhân, biển tỉnh, gốc Hà Nội, máy dầu số tự động, động cơ 2.2 mọi người nhá, màu phấn hồng ạ. Bên em đang chào bán với giá là 345 triệu giá có thương lượng. Rất đẹp, rất là nhiều xe cho mọi người lựa chọn. Em xin nhắc lại, đây là chiếc xe Ford Everest sản xuất 2008, máy dầu số tự động. Anh Vũ về à?
Kia K3 2.0 số tự động, sản xuất năm 2014, màu trắng, tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ sử tự động. Một chủ tự động đâu? Đây là chiếc Kia Cerato 1.6 số tự động, sản xuất năm 2019, tên tư nhân, biển tỉnh. Chiếc xe này là phiên bản luxury mọi người nhá. Còn bên cạnh đây là chiếc Kia Cerato 1.6 số sàn ạ. Sản xuất năm 2019, tên tư nhân, biển tỉnh, một chủ sử dụng từ đâu? Kia Cerato sản xuất năm 2017, 1.6 số tự động, biển tỉnh, rút hồ sơ cầm tay, biển tỉnh mọi người nhá. Hyundai i20 sản xuất năm 2015, xe nhập khẩu, Actis, động cơ 1.4. Và Kia K3 2.0 sản xuất năm 2015, màu đen, tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đâu? Kia Morning S sản xuất năm 2018, tên tư nhân, biển Hà Nội, một chủ sử dụng từ đâu? Và chiếc xe Hyundai i30 CVK bản nội địa Hàn Quốc sản xuất năm 2018. Vừa rồi là clip báo giá tất cả các xe em đang bán tại cửa hàng. Thì do vậy bác nào mà quan tâm thì có thể vui lòng liên hệ theo số điện thoại em để ở phần mô tả, hoặc là các bác có thể kết bạn Zalo, và vào Zalo của em đều có hình ảnh và thông tin chi tiết mọi người nhá. Do vậy là bác nào quan tâm thì đây em có một chiếc xe này rất hay mọi người. Có một chiếc xe này rất là hay và tầm tiền dưới 300 rất là đẹp này. Honda Civic phiên bản 1.8 phiên bản 2.0. Honda Civic phiên bản 2.0 sản xuất năm 2007, giá chỉ 288 triệu, rất đẹp mọi người ạ. Sản xuất 2007. Rồi, em cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi nha. Em chào tất cả các bác ạ.